Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn. Cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác. Đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình Nam ơi. Thì hôm nay mình cùng quay trở lại với những con nắc clone của Hashimoto mấy em nhá. Thì để mà nói thì từ cái ngày con nắc của mình nó lên 64 anh em, là cấm thuật quái lõ tăng lên 64 luôn anh em. Đấy, đâm ra những con nick này không nên đồ thì đam nó vẫn như vậy. Và đặc biệt là thời gian nó sẽ gọi là khá lâu, có khi là không qua nổi vòng 15 cấm thuật anh em. Thế nên là hôm nay là mình phải gọi là thay vũ khí con nắc này anh em nhá. Chứ từ để mà nói là không thay vũ khí là không chơi nổi anh em. Đấy, hôm nay là phải mua vũ khí mới, vũ khí hiền nhân con nắc thì thôi anh em. Khó khăn thực sự luôn đấy. Nhớ không sao? Vì làm vì đam mê mà anh em. Đấy, làm vì đam mê mà. Thì bây giờ thì mình cũng đi về trường đi. Về trường thì hôm nay thì mình cũng sắm cho con nắc này cái vũ khí hỏa em nhá. Đây, mình cũng đã nhờ Bình để sẵn đây rồi anh em. 500 lệnh bài vũ khí, 300 ngọc Ryoku và 2m bạc để mua vũ khí anh em. Đặc biệt là cái dịch chuyển cao nữa. Đấy, khá là ác anh em, vũ khí hỏa anh em. Vậy thì chúng ta cùng đi mua cái vũ khí hả? Khí hỏa luôn nhỉ. Đấy, nói nhiều quá thì gọi là líu anh em ạ, nhưng không sao. Và tinh thần làm clip vẫn là trên hết đâu rồi. Thằng LBC, thằng Gia ra đâu nhỉ? Đây rồi. Đây đây rồi anh em. Thì bây giờ thì đầu tiên là mình phải nhai cho nó lên 2500 lệnh bài vũ khí đúng không? Con nắc này thì lệnh bài vũ khí là bao nhiêu rồi? Ui, mới có 15 thôi anh em. Mới có 15 thôi. Vì mình phải cắn cho nó rơi khoảng 450 đã nhỉ? Đấy, 450 đã. Thì đã được có 500 điểm vũ khí anh em. hai rồi đấy, thế mà hiện đây là 500 điểm anh em. Mẹ bô game chút lửa thế nhỉ, hiện còn 500 điểm mẹ, nghe rất là gần anh em. 2002 rồi đấy, mình sẽ sử dụng thêm 25 cái nữa anh em. À, còn nữa còn vừa lấy là dư 15 điểm mà, thế là phải để lại 3 cái rồi đúng không, thế cắn 47 cái đúng không, 47 cái là đủ 2500 đúng không. Đấy, nhận phúc lại đã. À, mình cùng xem nào. Nếu mà đúng như vậy thì cần gì phải cắn thêm ba cái kia đúng không? Đấy, nó là được ngay anh em, dư ba cái. Dư ba cái luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mua cái vũ khí hệ hỏa anh em nhá. Binh khí này. Hệ hỏa. Hai cái bạc. Hắc lăng anh nhìn cái gì đây? Hắc lăng đao. Vũ khí hệ hỏa. Rồi sao? Đấy, chất lượng ngay anh em ạ. Chất lượng ngay, mua nhầm cái gì là toang anh em, nhưng không sao. Vũ khí hỏa hắc lanh đao rồi, mình đã mua thành công cái vũ khí hệ thủy đấy. Đến khi đấy nói thế cho nó máu rồi chứ mẹ ngu gì vũ khí anh hệ thủy anh em, càng lắm. Khi mua được cái này xong chính xác 178 ngon nhỉ. Binh khí nữa nào, 525 190. Đấy, 525 190, 178 159, đùa chứ, 178. Ôi, cái này thì nó cũng gọi là cái dạng gọi là vũ khí mua cho vui thôi, chứ thực sự để mà nói thì ngon thì không có ngon anh em ạ. Ngon không có ngon. Bây giờ mình sẽ vào thợ rèn này, dịch chuyển trang bị đúng không, dịch chuyển trang bị cho nó lên hiền nhân luôn đấy. Cay thế nhời, chua thế nhời. Dịch chuyển luôn anh em. Dịch chuyển luôn. Đấy, vậy là nó đã có cái vũ khí mới rồi anh em. Đã có vũ khí mới rồi. Sử dụng này anh em. Ui, cầm nó lại như chọc tiết lợn luôn đúng không. Quên không gì view đam. Mẹ, lần nào cũng quên anh em, lần nào cũng quên. Nhưng mà không sao, cứ biết là lên vũ khí hiền nhân là được anh em ạ. Giúp kinh nghiệm ở những clip sau anh em nhá. Rồi, thì đến cái gì nhỉ, bây giờ mình bắt đầu lú đấy, về làng cỏ đi. Thế nhưng bây giờ tách khảm đúng không? Ừ, tách khảm thợ rèn này, tách ngọc khảm này,
Đấy, ở đây con này không có khảm rồi, bây giờ mình sẽ tách không khảm cái này ra. Mất 600 vàng anh em. Đấy, tách ra mất 600 vàng. Chấp nhận rồi anh em, chấp nhận rồi. Không biết thế nào được. Đấy. Bây giờ là lên bây giờ mình sẽ thợ rèn này. Khảm ngọc. Khảm ngọc đây. Đấy, đầu tiên là mình sẽ khảm tấn công này. 137 khảm này. Chính xác này. Khảm luôn này. 9 mạng, con này như chưa được ô khảm hết rồi. Đã mở thêm một loại ngọc khảm, có nghĩa là chưa có ô khảm anh em. Nào đợi nó có động lực thì nói chung là khảm thì còn luôn thì mình nghĩ là chắc dùng mỗi đam thôi anh em. Đấy. Nó có đam chí mạng chính xác được rồi anh em ạ. Chứ còn cái dòng giảm chịu sát thương thì mình nghĩ là chắc không cần đâu, đúng không? Đó, nói chung là lên được cái vũ khí này khá là ngon rồi. Đây là mình sẽ đổi tinh thạch ra. Đấy, mình sẽ đổi tinh thạch này ra tại vì cái vũ khí này hết hạn sử dụng rồi, hết liên hạn rồi. 400 ngọc miêu buku trang bị hiền nhân. Đồng ý luôn. Thì bây giờ mình sẽ lên trang bị hiền nhân luôn cho con vũ khí này luôn anh em. Đấy, nó lại hợp lý quá anh em ạ. Rồi. Thì đây. Vũ khí hiền nhân thì nó tăng cái gì nhỉ? Thử xem nào. Vũ khí hiền nhân ở đây. Quá anh em, mình đi xem cái thằng vũ khí 18. Không sao. Bây giờ mình cùng xem đi. Đấy, công hiện tại là 16.520 anh em nhá. Rồi, 16.520. Vũ khí hiền nhân này. Cần một vũ khí Hokage cấp 40 trở lên và 700 ngọc. 40 triệu và khóa nâng cấp luôn anh em. Đấy, vậy là mình cũng đã có cái vũ khí hiền nhân 6x mới anh em. Đấy, nâng cao trình độ mới con clone. Xem nào. Wow. Lên được nhiều đam phết anh em ạ. Lên được hơn cả đam. Ở đâu? Vừa lấy là 16.520 à? Lên tầm 810 đam anh em. Thằng này chúng mình xem thông tin ác thế, con clone đấy mà. Con clone thôi. Đấy. Nó lại đẹp trai ngay anh em. Vũ khí hệ hỏa. Hiền nhân. Ôi mà mình con đấy cái này có tốt xếp hạng không mà chúng mình xem thông tin ác nhỉ? Thấy luôn à? Weibo Devin rồi nè. Weibo Devin này thì nó ở cái top nào ta mà chúng à đây, ui top 18 anh em. Bảo sao. Nói chung là lên cái này ok rồi. Bây giờ mà đợi này lên dòng 18 chỉ hút chakra thôi anh em. Ở dòng 18 chỉ hút chakra thôi. Nói chung là ok, được. Về trường bèm tí quá cho nó máu anh em. Lâu không thử độ bén clone như thế nào anh em. Rồi. 34, 35, 123. Ui, toàn đam vàng nhỉ, không có đam ấy nhỉ. Con này hệ phong à, đánh hệ lôi đúng không? Ừ, mình thử đánh hệ lôi phát rồi. Đây rồi, lôi đây rồi. Ui, nó vẫn cứ là khắc bọt anh em ạ, nó vẫn cứ là khắc bọt. Thì dừng đồ con này có gì không? Dừng đồ con này còn đá. Còn một số đá anh em. Không sao, nói chung cả lôi mà anh em. Thế này lên được cái vũ khí là một kỳ tích anh em ạ. Bỏ tiền nó lên nó sót lắm anh em. Nhưng mà không sao, vẫn phải cố gắng thôi anh em, biết sao giờ đúng không? Rồi, thôi, chắc là clip của mình đến đây kết thúc thôi anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi của mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ, tốt lành, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em.